cũng được. Mà thấy như là nó ăn mỏng bớt rồi đó. Thả lỏng cho em cái chân đừng nhẫn chị về. Đúng rồi. Đi vô đằng đó ông nhà cầm đi đổi ca đi. Nội bạn có mua cái dao lấy khóe gì không hay là kìm không? Đúng rồi em. Loại đó là chuyên lấy khóe đó. Ủa có nhắn tin Facebook nữa hả? Nó nhắn tin Facebook hả? Chứ mày hôm nay là Facebook nó làm sao á, tin nhắn của khách không đọc được. Dạ nó ẩn, mình biết cái chỗ thường nó ẩn vậy, lục ra nó cũng không có ra nữa, không biết sao. Ta nói là Facebook đang bóp tương tác á. Bởi vậy nhiều khi tin nhắn của khách mình không trả lời được nữa.